hôm nay là ngày bao nhiêu anh Quang? 24 phải không? Dạ. Hôm nay ngày 24 không ta? Tây hả? Tây á. 24 hay 23 ta? Rồi cái đậu đó sao vậy? Giác qua cái đây. Rồi mình cái kênh YouTube ở cây công trình quay cái Osaka có đường kính 13 lên đò lên 1.2 đang cầu 80 cây lên cho anh Thái ở Vĩnh Phúc 80 cây dự kiến là khoảng 2 đến 3 giờ là xong rồi xe sẽ lăn bánh thì tới khoảng thứ bảy là xe sẽ tới nơi. Quay để gửi cho ngày quay video để gửi cho anh Thái nắm được tình hình cái thời gian cũng như cái tiến độ công việc để cho anh Thái anh yên tâm hơn. Ở đây là các